Zoom up now. Chúng ta sẽ đáng yêu hơn. Đây là công việc chúng ta nên làm vào mỗi sáng. Cái gì thôi thế nhỉ? À, mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi. Chúng ta cùng ăn nhanh rồi còn đi học nào. Nấu xong bữa sáng rồi, chúng ta cùng ăn nhanh rồi còn đi học.